Vâng, ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang tới cho các bác một mẫu xe mà chỉ cần sở hữu em nó thôi thì các anh chị ngay lập tức đã trở thành những đại gia lắm của nhiều tiền rồi. Nhưng đó là cái thời điểm mà chúng ta phải bỏ ra mức giá lên tới khoảng 7 tỷ để có thể sở hữu chiếc xe dành cho những chủ tịch, những nguyên thủ quốc gia. Nhưng thực sự là đến thời điểm bây giờ với một cái mức giá có thể nói là rẻ hơn cả một chiếc Toyota Altis, các bác đã có cho mình một chiếc xe được mệnh danh là chuyên cơ mặt đất đến từ một thương hiệu xe sang nổi tiếng toàn cầu của Nhật Bản. Và đây, những gì mà chúng ta có thể trải nghiệm, sở hữu với tầm tiền như vậy thì các bác có thể cùng em khám phá chiếc xe này ngày hôm nay các anh chị nhé. Đầu tiên, với một cái không gian rất là rộng rãi và tiện nghi bên trong chiếc xe này, và chỉ cần mở cánh cửa ra thôi thì các anh chị chúng ta cũng có thể cảm nhận được đấy, cái khoảng để chân dưới hàng ghế này nó phải nói là rộng mênh mông luôn, đúng không ạ? Và ngay ở trên khu vực bảng tapi cánh cửa phía sau thì các anh chị chúng ta cũng đã cảm thấy những vật liệu rất là cao cấp, gỗ này, họ xử lý bóng vernis và theo thời gian nó vẫn còn bóng loáng như gương, hay là từ cái tay nắm cửa mạ chrome. Con này thì các bác có thể là chỉnh và nhớ các vị trí ghế nhá, đấy, thông qua những cái nút bấm này. Hệ thống âm thanh thì đương nhiên là khắp mọi nơi. Đấy, vâng, và đây toàn bộ là da cao cấp xịn sò thêu chỉ, các bác nhìn này, quá đẹp luôn. Đấy, tất cả kính là kính auto nhá. Ở đây chúng ta có một cái gạt tàn nữa này. Đấy, vâng, cái gạt tàn thôi mà nó cũng đã đẳng cấp rồi. Đấy, nhưng mà chưa hết đâu ạ, đó mới chỉ là cái mà chúng ta hãy bước vào bên trong này thì các anh chị chúng ta mới thấy được. Vâng, toàn bộ ghế lái của chiếc xe này đều là ghế chỉnh điện các anh chị nhá. Đấy, và đây các bác có thể thấy giúp em, các anh chị ta sẽ có một cái bậc tì tay và các anh chị ta có thể chỉnh. À đây, ví dụ như bên này. Đấy, các anh chị thể thấy là cái ghế bên cạnh này em đang đấy, chỉnh để cho nó có thể là tựa ra, ngả ra một cách thoải mái nhất để cho chúng ta gần như là lăm xoài ra được. Đó, rất đẳng cấp này, gập lên này, chỉnh lên, chỉnh xuống, tất cả mọi thứ hoạt động cách trơn tru bình thường nhá. Hay là kể cả cái tựa đầu này. Đấy, các bác thấy. Auto toàn tập hết. Đúng không ạ? Đó, vâng, và đây chúng ta còn có rèm điện này. À, cái này phải nổ máy thì chúng ta mới có thể thấy được. Vâng, nhưng mà các anh chị ta sẽ có làm mát và sưởi ghế. Làm mát và sưởi ghế này. Vâng, đấy, bên này chúng ta có một hộp để đồ, để điện thoại bằng nhung. Rất là cao cấp. Hệ thống cửa gió điều hòa thì đây. Con này nó không chỉ có một cái cửa gió điều hòa ở chỗ này mà nó còn có cả cửa gió điều hòa ở bên cạnh hông này các chị nhá. Đấy, cạnh hông này các chị này. Siêu đẹp luôn. Và thực sự đây cũng là một trong những chiếc xe được chủ nhân người ta rất là chăm chút và giữ gìn. Đấy, các bác thấy là cái hàng ghế phụ này có thể gập lên. Đấy, đẩy lên, đẩy xuống cũng bằng những cái nút bấm. Đó. Và cảm giác ngồi bên trong thư giãn trong những chuyến đi thực sự là không thể chê được các anh chị ạ. Cửa sổ trời này. Đấy, trên này chúng ta còn có cả gương soi nhá. Đó, các bác thấy. Gương soi khi chúng ta mở ra đèn nó sẽ tự động sáng. Rất là xịn đúng không ạ? Đẳng cấp. À đây các anh chị chúng ta còn có một cái móc này. Đấy, móc để treo quần áo chẳng hạn trong những cái chuyến đi công tác của mình. Và toàn bộ trần thì các anh chị thể thấy này, các cái lớp nỉ của nó, vâng, mềm mịn như nhung luôn. Và thực sự là chủ nhân cũ người ta đi quá dữ lên, các anh chị thấy là các chi tiết nội thất của chiếc xe còn rất là mới. Hệ thống túi khí thì đương nhiên là khắp mọi nơi này. Đấy, hệ thống âm thanh này. Đó. Vâng, thực sự là ngồi ở cái vị trí đằng sau này chúng ta cảm giác đúng thực sự là một ông chủ. Vâng, thực sự là một ông chủ các bạn. Đấy, và một chiếc xe mang lại cho chúng ta một không gian yên tĩnh như là một chuyên cơ mặt đất vậy. Và độ nguyên bản, nguyên zin và đẹp thì các bác nhìn cho em này, từ cái lòng vè bên trong, cái lớp sơn của nó cao cấp nên là đến bây giờ mới rửa qua lá thôi nhá, nhưng mà các chị thể thấy là nó vẫn còn bóng loáng. Đó là những cái gì mà các chị ta sẽ cảm nhận với chiếc Lexus này. Đấy, và đây tiếp tục thì em mời các bác chúng ta đi về cái hàng ghế trước. Hàng ghế mà thường là chỉ dành cho những người làm thuê thôi. Đấy, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng đã đẳng cấp và xịn sò. À, toàn bộ ghế đều được chỉnh điện này. Đấy, chỉnh điện hết các chị nhá. Đó, và tất cả từng cái tem mát các bác nhìn giúp em. Nguyên zin bản vẫn còn sáng choang như mới tinh này. Tem mát này. Đây. Con này là nhập Nhật nhá. Đó. Vâng, made in Japan này. Vâng, cực kỳ xịn sò. Và xe được trang bị tới 3 vị trí nhớ ghế dành cho ghế lái. Đấy, và đây cũng là các chi tiết gỗ này. Đó, và đây, da này. Hệ thống âm thanh của chiếc xe này thì đến từ thương hiệu Mark Levinson nhá. Đó, Mark Levinson. Và chúng ta có một cái vô lăng 4 chấu gật gù. Khi mà chúng ta nổ máy thì nó sẽ tự động hạ xuống. Đấy, rất là tiện nghi.
gập gương tự động có này, liếc theo góc lái có này, rất rất nhiều tính năng công nghệ sưởi vô lăng này. Nói chung là chiếc xe này thì nó hội tụ phải nói là vô vàn công nghệ và tính năng các bạn. Ga, lẫy ga tự động, đề nổ start stop đấy, và hệ thống điều hòa này, audio này, và các rất là nhiều tính năng. Và các anh chị thể thấy là bậc tablo trung tâm của chiếc xe này thiết kế rất là lớn, hệ thống âm thanh Mac Levison nhé, đấy, rất đẳng cấp. Và đầu đĩa này 6 đĩa nhé, ổ 6 đĩa. Và đây các bác nhìn cho em này, chế độ lái tuyết này, chống trượt, cân bằng điện tử này, cũng phía đằng trước này chúng ta cũng có sưởi ghế đấy, và có cả làm mát nhé. Đấy, ở đây chúng ta có phanh tay điện tử rồi này, bác thấy là auto hold này. Đó, rất là nhiều tính năng công nghệ. Đó, và nổ máy lên thì các bác có thể thấy là thông số hiển thị rất là rõ nét này. Đấy, các cái chi tiết của xe này còn quá mới luôn. Vâng, quá mới luôn các bạn. Đây, trong này chúng ta có hộp để đồ nữa đây, rất là xịn sò. Và đây các bác có thể nhìn cho em là chủ nhân cũ người ta giữ nguyên zin nguyên bản cho các bác tất cả những cái sách, đấy, hướng dẫn các thứ này, mới tinh luôn. Đấy, đây các chị nhìn này, quá đẳng cấp, tất cả sách kia nguyên zin nguyên bản cho các anh chị từ A đến Z này, không thiếu một thứ gì luôn. Đấy, hướng dẫn những cái tính năng, những cái chức năng cơ bản trên xe này. Vâng, thực sự là nó đã quá đẳng cấp và xịn sò luôn các bác, và mới tinh. Đấy, các bác nhìn cho em cái ghế của nó này, không xuất hiện vết nhăn luôn, hay kể cả phần trần này. Đấy, cửa nào sổ, cửa sổ trời có thể nhớ những cái vị trí mà các anh chị đang mở ra, nó đẳng cấp đến mức độ như vậy. Và tất cả tem mác các bác nhìn này, nguyên zin nguyên bản, gương chiếu hậu chống chói nhá. Đấy, túi khí đương nhiên là khắp mọi nơi rồi. Đấy, và mọi chức năng thì cam kết với các anh chị ta vẫn hoạt động cách trơn tru bình thường. Đây, cửa nóc đây. Đấy, rất là mượt mà các bác nhìn này. Đó, rất ok luôn. Vâng, thực sự đúng là một cái mẫu xe dành cho những cái chủ tịch. Đấy, với những cái vật liệu rất là cao cấp trên chiếc xe này. Đó, vâng, quá đẹp luôn. Vâng, nguyên zin nguyên bản. Và cảm giác lái và khả năng cách âm của xe thì các anh chị phải thấy là không có từ gì để chê, vì nó quá hoàn hảo. Vâng, quá hoàn hảo các bác. Đây. Đấy, các bác có thể nhìn cho em cái lòng vè của nó này, đẹp long lanh luôn. Vâng, đó là nội thất bên trong của một chiếc sedan hạng sang đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Nhật, đó chính là Lexus. Vậy thì trước mặt các bác đây em đang có một chiếc Lexus LS460. Đấy, sản xuất năm 2006. Con này nhập nguyên con từ Mỹ về các chị nhá. Đấy, phần xuyên bản sản xuất tại Nhật, xuất Mỹ. Ok chưa ạ? Và các bác có thấy là bộ la răng của nó nhìn đã yêu ngay rồi, rất đẳng cấp. Đấy, khá là lớn. La răng lên tới 19 inch với những thanh nan to bản tạo điểm nhấn. Phần đuôi phía sau thì đây các bác nhìn này, toàn bộ nó đều là những cái dải đèn LED thiết kế, vâng, cực kỳ ấn tượng. Đấy, to bản, đúng không ạ? Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau, bô kép. Đó, vâng, đây là một chiếc LS460 các chị nhá. Và một chiếc xe sedan đầu bảng của thương hiệu Lexus. Và đây là một trong những mẫu xe mà có thể đứng ngang hàng với những cái mẫu Mercedes hay là BMW 7 Series. Nhưng Lexus thì các bác thấy một điểm, đó là chất lượng và cái giá trị của nó mang lại thì hơn hẳn so với cả những thương hiệu kia về cái độ lành tính, đúng không ạ? Toàn bộ viền chân kính đẹp chrome, tay lắm cửa mạ chrome, và đều có cảm biến khóa mở cửa trên 4 tay nắm. Và một cái bộ la răng 19 inch, 4 phanh hiệu suất cao, và các bác nhìn cho em cũng phanh bên trong của nó này. Vâng, đúng là Nhật. Đấy, xe Toyota mà gắn lên logo Lexus thì các bác có thể thấy nó ở tầm đẳng cấp cao hơn hẳn rồi, đúng không ạ? Đấy, con này thì phải nói là chấm hết luôn nhé. Vâng, hết lực chấm luôn. Và đây, khi anh chúng ta đi về phía phần đầu chiếc xe này, đấy, thì các bác có thể thấy, vâng, chủ nhân cũ thì đã nâng cấp lên cho chiếc xe này với form đồng hồ cát thiết kế siêu đẹp. Đây, các bác nhìn cho em này, quá đẳng cấp, đúng không ạ? Hệ thống đèn pha được trang bị tới 2 bóng đèn bi projector, có thể liếc theo góc lái và có rửa đèn pha. Đấy, xe thì của một bác đại gia ở trong thành phố Hồ Chí Minh, siêu phẩm luôn các anh chị nhá. Và các bác nhìn nó quá đẹp. Đây ạ, nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Nói chung là con này thì đi phải nói là chấm hết. Và thực sự là không thể tin được bây giờ với mức giá tiền để cho chúng ta có thể sở hữu chiếc xe này, thì bên em đang chào bán với giá là chỉ có 720 triệu cho xe các bác nhé. Vâng, 720 triệu đồng. Có nghĩa là vẫn còn rẻ hơn cả một con Altis. Chúng ta đã có thể sở hữu được chiếc Lexus LS460, và một siêu phẩm đến từ thương hiệu xe sang của Nhật. Và các bác có thể thấy là chất lượng nội thất và ngoại thất chiếc xe này thực sự còn rất là tuyệt vời. Sơn si bên ngoài thì gần như các anh chúng ta về không tốn một đồng nào cả.
Đấy, và để có thể đánh giá chi tiết hơn thì bây giờ em mời các bác chúng ta mở cái phần cốp và khám phá cả khoang động cơ của xe xem trạng của nó ra sao các anh chị nhé. Vâng, vậy thì bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em chiêm ngưỡng tới khoang động cơ V8 4.6 lít của chiếc Lexus LS460 này. Con này thì bao zin nguyên bản của các bác nhé, máy số zin, các anh chị có thể yên tâm. Đây, mở cho các bác cái lắp máy này, các anh chị để thấy là từng con ốc này. Đấy, nó vẫn còn ánh 7 màu luôn. Đó, xe nó đẹp và chất đến mức độ như vậy. Đúng không ạ? Khoang máy nó hơi kín. Đấy, và đây, tất cả từng cái tem mác các bác nhìn cho em này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Và không một lỗi nhỏ luôn nhá. Con này đi phải nói là chấm hết. Và phải nói là dù được trang bị động cơ 4.6 nhưng mà cái khả năng vận hành của xe thực sự là vô cùng êm ái. Vô cùng êm ái các bác, gần như là chúng ta không nghe tiếng động khi mà chiếc xe này nó đang nổ máy đâu. Và máy nổ nó quá êm. Vâng. Vậy thì một chiếc xe mang lại đẳng cấp, tên tuổi và danh tiếng cho quý anh chị, và chất lượng của nó thực sự đến bây giờ vẫn rất hoàn hảo. Mà giá trị mà các anh chị ta bỏ ra để sở hữu em nó ngày hôm nay chỉ với 720 triệu đồng thôi. Quý anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì các bác hãy trực tiếp nhấc máy và alo cho em Việt theo hotline 0968 22 889 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về chiếc Lexus LS460 2006 này các chị nhá. Và một chiếc xe thực sự hoàn hảo để quý anh chị ta có thể có cơ hội trải nghiệm nó với một mức giá rẻ hơn lúc mới rất là nhiều. Và vậy thì một lần nữa cảm ơn các anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.